Xin chào mừng các anh chị và quý vị nhà đầu tư nha. Hôm nay Sơn xin phép làm cái video nó ngắn thôi, tại vì Sơn cũng đang bị viêm họng anh chị, cũng hơi khó trong cái việc nói cho mọi người á. Thì ngày hôm nay thì đây là một cái phiên mà một số nhận định thì có cho rằng là bùng nổ theo đà, nhưng mà cá nhân Sơn đầu tiên xin đánh giá thì đây là cái phiên lấy đà thôi, chưa phải là phiên bùng nổ theo đà nha anh chị. Vì tại vì sao? Tại vì như kiến thức bùng nổ theo đà Sơn có chia sẻ với anh chị ở trong cái video nào đấy, cái video này, cái video này thì Sơn có nói là kiến thức về bùng nổ theo đà thì chúng ta phải xác định cho nó chuẩn, mà cũng không phải có phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ mua. Đó, nó chỉ là điều kiện cần cho một cái uptrend thôi, nhưng mà cũng không phải là điều kiện đủ, tức là cũng không nhất thiết là có nó thì thị trường sẽ đi vào uptrend nha. Nên là chúng ta dạo này chúng ta nếu mà chúng ta đi xem những cái kênh YouTube hoặc là chúng ta xem những cái bài viết trên mạng thì có thể là anh chị sẽ thấy nha, gọi là mọi người cứ phân vân là có cái bùng nổ theo đà hay không, thì Sơn thấy là ngày hôm nay là chưa phải. Lý do tại vì sao? Ngày hôm nay có những cái yếu tố đạt, tức là ngày hôm nay đấy là tăng điểm đúng không ạ, tăng điểm và cái khối lượng lớn hơn ngày hôm trước. Thì theo kiến thức bùng nổ theo đà của ông Monell đấy, trong cuốn sách mà làm giàu từ chứng khoán, anh chị có thể anh chị tìm để anh chị học, thì đó là một cái kiến một cái cơ cuốn gọi là cuốn sách rất là cơ bản dành cho mọi nhà đầu tư theo cái trường phái là chúng ta trading, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chúng ta đánh vào những cái doanh nghiệp tăng trưởng, và chúng ta đánh gọi là đánh theo kiểu là chúng ta đánh ở chu kỳ sóng lên, chỉ đánh trong uptrend, không đánh trong downtrend, không bắt đáy, không bình quân giá. Đó là cái kiểu đánh một cái phương pháp như vậy nha. Đó là phương pháp gốc của Monell, và sau này cũng rất là nhiều nhà đầu tư lỗi lạc. Học trò của ông hay là những cái nhà đầu tư khác là cũng từ từ cái gốc của cái ông gốc của ông Monell này để mà làm ra những cái phương pháp khác, sáng tạo ra những phương pháp khác. Hay như hay là có ông Mark Nevini là hiện tại vẫn đang còn sống, thì đang là cái nhà vô địch chứng khoán Hoa Kỳ anh chị, tỷ suất lợi nhuận của ông rất là tốt. Thì cũng là nền tảng gốc của ông là ở ở cái kiến thức của ông Monell này, đó là phương pháp SEPA của ông Mark Nevini. Thì anh chị cũng có thể mua thêm những cái cuốn sách của những nhà đầu tư, những cái huyền thoại đó để anh chị đọc và anh chị đúc kết ra. Nhìn chung thì Sơn có đều tham khảo hết, nhưng mà Sơn phải định hình một cái cách riêng cho chúng ta, tại cho bản thân mình. Tại vì những cái nhà đầu tư lỗi lạc huyền thoại đó thì họ ở cái thị trường chứng khoán ở nước khác, chúng ta ở Việt Nam, nên là cũng không áp dụng máy móc 100% theo họ cũng được. Đó thì chúng ta áp dụng làm sao mà cho nó có cái hiệu quả thôi. Đó. Thì ngày hôm nay thì đó là một cái phiên Sơn nói tiếp là buộc không phải bùng nổ theo đà theo cá nhân Sơn, tại vì khối lượng có tăng so với ngày hôm qua, giá có tăng luôn, tăng khá là và mở gap up, tăng khá là tốt. Tuy nhiên thì có hai cái chỗ này thì Sơn cho rằng không phải bùng nổ theo đà. Thứ nhất là về cái biên độ tăng giá chỉ có 1,3% thì nó hơi thấp. Theo Sơn một cái phiên bùng nổ chuẩn thì nó phải là trên 2%. Anh chị. Bùng nổ chuẩn thì chúng ta có thể là gọi là cái phiên này phải tăng 3,7% như thế này anh chị, đó bùng nổ chuẩn đó, hoặc là phiên này đúng không ạ, đấy phiên này, đấy phiên này thì nó gọi là bùng nổ theo đà này, bùng nổ theo đà chuẩn này. Sơn hơi nhầm nha, phiên này thì không phải, phiên này thì sau đó rồi, phiên này phiên trước này nè, tại vì trước đó nó có một cái quá trình giảm giá nha, quá trình giảm mạnh đúng không ạ. Sau đó là đấy, đây là cái phiên phục hồi thứ ba của thị trường. Đó, thì bắt đầu là có phiên bùng nổ theo đà ở đây anh chị, và khối lượng nó cũng tăng đúng không ạ, khối lượng nó cũng tăng đấy, và nó tăng khá là tốt so với hai cái phiên liền trước nha. Đó, và nó gọi là nó cũng tiệm cận ngay cái đường EMA 50 này, cái vol trung bình EMA 50 lúc đó là chúng ta có là khoảng 628 triệu, thì đó là khớp 635 triệu nha. Còn hiện tại chúng ta thấy là nó thấp nha. Có thể là không cần phải qua EMA 50, nhưng mà nó phải cao hơn trung bình những cái phiên gần nhất, mà chúng ta thấy trung bình những cái phiên gần nhất thì nó cũng phải tầm khoảng cỡ này, tức là ngày hôm nay nếu đạt về khối lượng thì nó phải đạt trên 500 540 550 triệu anh chị đúng không ạ. Có những cái phiên trước đó này đúng không ạ, khối lượng là chúng ta đã thấy là nó cao mà đấy, hoặc là phiên này đấy, phiên phục hồi này nó cũng là cao đấy, nên là chúng ta gọi là chưa phải là phiên bùng nổ theo đà
anh chị, có thể là gọi là một cái phiên lấy đà thôi, có thể ngày mai mới xuất hiện một cái phiên bùng nổ Delta chẳng hạn, thì chúng ta chưa biết được, dự đoán thôi. À, là một phải nó phải đạt một cái mức là sơn nghĩ là phải tăng trên 2%, khối lượng nó phải to, càng to càng tốt nha anh chị. Đấy. Còn gọi là để bùng nổ theo đà để mà mua thì không phải nha anh chị. Bùng nổ theo đà là để chúng ta có một cái dấu hiệu và chúng ta tiếp tục, chúng ta phải quan sát quá trình vận động sau đó của thị trường như thế nào. À, chứ không phải có một cái phiên mà bùng nổ theo đà là chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta mua. Đó. Đấy là cũng rủi ro lắm nha anh chị. Đó thì nên là mọi người lưu ý nha, lưu ý về cái bùng nổ theo đà. Còn hôm trước thì Sơn có chia sẻ với anh chị là chúng ta đang ở cái mẫu hình là vai đầu vai ngược đúng không ạ? À? Thì ngày hôm nay là đã break được cái mẫu hình này. Và chúng ta thấy có một cái đường trendline ngắn hạn ở đây thì ngày hôm nay là chính thức break qua rồi. Đúng không ạ? Đó thì chúng ta đã có hoàn tất cái mẫu hình này và cái target hôm trước Sơn có chia sẻ với anh chị là lên tầm khoảng vùng 1335. Đấy 1335, 1350 gì đấy trong cái khoảng này thôi. Chính xác thì nó cũng sẽ xê dịch có thể 10 20 điểm thì cũng cũng là bình thường. Đó thì dự kiến là kế hoạch là sẽ lên đây, nó là đi đúng cái mô hình này. Đó, diễn biến thì nó anh chị có theo dõi những thời gian vừa qua, những cái ví dụ trong một tuần vừa qua thì anh chị cũng thấy là Sơn nhắc liên tục về cái mẫu hình này, video đó. Mẫu hình vai đầu vai ngược nha. Đó thì đến thời điểm này thì chúng ta có thể gọi là thị trường có uptrend hay chưa, thì Sơn cũng chia sẻ luôn là chưa anh chị. Đấy, cá nhân Sơn nhận định là vẫn chưa, vẫn đang ở một cái sóng hồi, bao giờ chuyển thành uptrend lúc đó Sơn sẽ làm video Sơn báo với mọi người, hiện tại đang là sóng hồi nha. Ok, thì ngày hôm nay thì những cái cổ phiếu mà Sơn có nói với anh chị là đều tạo nền và khả năng là sẽ tiếp tục tăng, ví dụ chúng ta có dòng chứng khoán này đó, tạo nền và tiếp tục bật lên thôi nha, bật tăng tiếp thôi. Đấy, thì chúng anh chị có cổ phiếu thì chúng ta sẽ chốt lãi, hoặc là nếu anh chị còn kẹp hàng giá cao thì chúng ta sẽ canh, chúng ta cho hiện thực cái chúng ta phải thoát ra trong những cái phiên sắp tới chẳng hạn đó. Đấy, SSI thì ngày hôm nay cũng bật khỏi cái nền này nha các anh chị. Đấy, bật khỏi cái nền tích lũy này, tất cả các cổ phiếu chứng khoán mà Sơn có nhắc đến trong những video trước thì đều tăng khá là tốt. SHS cũng được, cũng vậy đúng không ạ? HCM thì hơi yếu hơn một tí. Đấy, VSI thì yếu nha các anh chị. Đó, VSI thì yếu, thì có những cổ phiếu này có thể là tạo đáy sau nha, tạo đáy sau. Đó. Nhưng mà chúng ta rõ thì chúng ta thấy là có VND mạnh nhất. Đấy, SSI, SHS nha. Đấy, đã vượt qua cái vùng đỉnh ở cái đoạn trước. Ở cái đoạn hồi lên đợt trước thì hiện tại là đã vượt nha. Đấy. Tuy nhiên thì Sơn nghĩ là cũng không phải là điểm mua những cổ phiếu này. Đấy, tại vì chúng ta sẽ mua giai đoạn này thì cái chiến lược Sơn có nói với anh chị là chúng ta sẽ mua bắt đáy. Đó, mua bắt đáy hoặc là mua ở những cái vùng tích lũy chứ chúng ta không mua break lên. À, có break lên thì là chúng ta sẽ canh, chúng ta bán ở những cái đoạn sau đó thôi. Chiến lược là vậy. À, dòng thép thì cũng có HPG. À, Vôn cũng vào khá nhưng mà cái mức độ tăng giá ngày hôm nay cũng hơi yếu nha. Ra tin tốt như vậy thì đấy, ngày hôm nay thì phản ứng như vậy là còn yếu, nhưng mà hy vọng thì có thể là lên được cái vùng này. Tôi nghĩ là sẽ không qua được cái vùng 50 thôi. Đó nên là chúng ta sẽ canh chốt dần lên ở trên này cũng được, hoặc là nếu mà có kẹp hàng thì chúng ta sẽ bán dần lên. Hoa sen thì khá tốt này, hoa sen thì đã vượt tính theo cái giá đóng cửa ngày hôm nay thì đã vượt được cái vùng hôm trước nha. Có điều hôm nay vol hôm nay thì nó lại hơi yếu một tí. Đấy, nhìn chung thì tôi nghĩ là tầm 37 375 thì có thể tạm chốt bớt cổ phiếu này đi. Chốt bớt hoặc là chốt 70% gì đấy cũng được nếu mà chúng ta có mua cùng giá tốt tích lũy ở dưới nha. KG đấy, này vừa break lên nè anh chị đúng không? Đấy, cũng có một vùng tích lũy này. Đấy, tất cả những cổ phiếu mà Sơn có nhắc đến thì đều có mức tăng tốt. CTG này đúng không? Dòng ngân hàng thì CTG đó, vol hôm nay tốt. Hôm qua Sơn có nói đấy là tín hiệu là đã khởi sắc cuối phiên của CTG rồi. À, CTG và HPG, nhưng mà hôm nay chỉ có CTG là tăng tương đối tốt rồi, HPG thì hơi yếu nha. Cũng đã gần lên mức 48 thì cuối phiên lại đóng cửa như vậy là yếu. Đấy, có thể là do áp lực của khối ngoại họ bán, vì cái tuần này cũng là cái tuần mà cơ cấu những cái quỹ ETF nha anh chị. Đó, quỹ ETF thì chúng ta có thể xem xét thêm về thông tin trên mạng thì nó cũng có thôi, nó sẽ có danh mục trong VN30 những cổ phiếu mà thuộc cái những cái quỹ như là Diamond ETF đấy, thì hoặc là VN30 nha. VN30 ETF thì cũng đều có cái hoạt động cơ cấu quỹ và cái hạn cuối là ngày mai anh chị, hạn cuối ngày mai. Đó thì nó cũng là bình thường thôi, đến hạn thì họ phải cơ cấu. Đó, tỷ trọng thì có mã mua có mã bán, ví dụ như ACB là vào đấy sẽ được mua, rồi những cái cổ phiếu khác là sẽ bị bán ra. Sơn sẽ xem lại, cập nhật lại xem những cái cổ phiếu này, Sơn đọc cho anh chị luôn nha.
Đấy, ví dụ là chúng ta có FPT là sẽ bị bán ra nè, đó là cơ cấu trong quỹ Diamond ETF nha anh chị. Những cái thông tin này anh chị cứ search trên mạng thì nó cũng đầy thôi, nó có thôi. Ở trên những cái trang tài chính đó, chúng ta chọn kỳ review ETF tháng 7 nha. Tôi sẽ tìm luôn. Review ETF tháng 7. Đó, ngày hoàn thành cơ cấu danh mục nè. Đó, chúng ta đã có ngày công bố là ngày 19 tháng 7 rồi, thì từ 19 đến ngày 30 là cái khoảng thời gian họ thực hiện cái việc cơ cấu này anh chị. Đó, đây chúng ta có thêm vào ACB nè, đúng không? Đấy, ACB rồi đó. Đấy thì chúng ta cơ cấu đó. Cái này chưa có chính thức ta. Ngày 19 tháng 7 có review ETF tháng 7. Cái này Sơn có gửi vào trong khách hàng, Sơn gửi, mở cho anh chị xem. Đấy thì chúng ta ví dụ là có là cổ phiếu như là FPT đúng không? Đó được bị bán ra nè, MWG bán ra nè, đây là cái quỹ VN Diamond các anh chị, VFFM, VN ITF, VNG được mua nè, rồi Techcombank nè, Techcombank bị bán nè, GMDF được mua. Đấy, thì cái này là cái định kỳ thôi, đó vì để họ thay đổi cái tỷ trọng thôi. Đây có mã mua có mã bán và nhìn chung thì họ cũng được thỏa thuận trước rồi. Đó, ví dụ chúng ta thấy Hòa Phát thì có thể sẽ nghĩ là có khi Hòa Phát bị bán ra hay sao mà PG đó, mà thấy ngày hôm nay cái lực cuối phiên thì có vẻ bị yếu. Đó, Hòa Phát bán ra 2 triệu nữa anh chị. Ví dụ là VN30 nè, cơ cấu của VN30 là sẽ bán ra là bán bớt cái biểu. Đấy thì quỹ VN Finlit thì sẽ toàn những cái cổ phiếu ngân hàng tài chính thôi. Đấy, chứng khoán và ngân hàng, ACB thì được thêm vào nè, mua vào nhiều nè. Đó. Nhìn chung thì đây là cũng có việc thỏa thuận sẵn hết rồi của những cái tay to họ cầm rồi, đúng không ạ? Những cái quỹ cầm với nhau nên là cũng không có phải là dựa vào cái này để chúng ta mua hay chúng ta bán gì nha, chúng ta xem khảo thêm thôi. Đó. Đó là cái dòng chúng ta thấy là dòng ngân hàng nha, ngân hàng CTG thì hồi tốt. Rồi chúng ta có thì kỳ vọng này Sơn là sẽ lên được cái vùng này nha, vùng 35 này thì anh chị cũng có thể chúng ta chốt lời bớt thời gian CTG MBB chẳng hạn. Đó, MBB. Đấy. Thì kế hoạch thì có thể là sẽ lên lại được cái vùng trên này, cái nền trên này 29-30 gì đấy, đúng không? Hôm nay khối lượng cũng tăng tốt nè, tốt HTBank đấy. Rồi STB. Vâng, STB thì chưa có bùng nổ. Phiên ngày hôm nay thì vol vẫn thấp nha, nhưng khả năng là chúng ta sẽ chờ phiên ngày mai. Đấy, Sơn cũng kỳ vọng thôi, vì Sơn cũng đang ôm STB khá là nhiều anh chị. Đấy. Thì thị trường đang ổn thì chúng ta đôi khi chúng ta cũng không, ví dụ cá nhân Sơn thì Sơn không nhảy sang mua cổ phiếu khác. Ví dụ STB không tăng thì Sơn sẽ chờ đến khi đến lượt STB tăng thôi. Tại vì Sơn đã thấy là đó, nó đang trong một cái gọi là cái mô hình giống nhau, tức là sẽ tích lũy quanh cái vùng tích lũy này và sau đó đều sẽ có những cái phiên tăng. Đó thì sẽ nghĩ là sẽ đến thay cổ phiếu này đến lượt cổ phiếu kia thôi, chứ cũng không có phải là mã nào tăng mã nào không tăng đâu. Thì Sơn vẫn kỳ vọng là Sơn sẽ không thực hiện chiến lược là sẽ nắm giữ và không có
có đảo hàng thôi, không có mua sang cổ phiếu khác mà bán cổ phiếu này thôi. Đấy, cứ nắm giữ tiếp thôi. Đó, và kỳ vọng mà để thị trường kéo thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng lan tỏa nha. Ngày hôm nay vol thấp như vậy Sơn, và trước đó cái cây vol này chúng ta thấy là khối lượng vào rất là lớn nè, nhưng mà dòng tiền như vậy thì họ cũng chưa chốt ra được nha. Cái dòng tiền lớn này họ chưa chốt ra, họ chưa phân phối mà, nên khả năng là sẽ kỳ vọng là ngày mai có thể là một cái phiên tăng tốt của STB anh chị. Đấy, thì STB Sơn kỳ vọng lên được cái vùng 31 32 trên này nha, tăng lên đây có thể là chốt lời và một phần 5-70% tỷ trọng gì đó, thì cái đó tùy mỗi người. Trong ngân hàng Techcombank, đấy Techcombank thì tính ra thì vẫn trong một cái vùng tích lũy thôi, vol ngày hôm nay thì cũng chưa đạt lắm đúng không ạ, thì kỳ vọng là sẽ còn tăng tiếp, chứ vẫn chưa có cái phiên nổ vol tăng mạnh mà. Đó, hôm nay chúng ta sẽ có CTG này, khối lượng vào tốt, MBB đấy khối lượng cũng tương đối tốt, giá tăng cũng khá là ổn. Dòng ngân hàng đấy, chúng ta thấy là khá là lan tỏa nha. Còn đây là những cái cổ phiếu, ví dụ chúng ta thấy là những cổ phiếu nhỏ thôi, cổ phiếu ngân hàng nhóm sâu và cái thanh khoản nó không có cao bằng thì nó sẽ dễ kéo giá hơn đoạn này. Đấy, còn đoạn này chúng ta thấy những cái mã cổ phiếu mà càng lớn thì thanh khoản càng cao thì sẽ khó kéo giá hơn, là ví dụ những cái cổ phiếu mid cap chẳng hạn, tại vì lý do là cái lượng hàng kẹp ở trên nó cũng nhiều. Mid cap thì có thể là nhẹ nên là dễ đánh, hoặc là dòng ví dụ chúng ta so giữa dòng chứng khoán và dòng ngân hàng thì chúng ta thấy dòng chứng khoán đoạn này khỏe hơn, tại vì dòng chứng khoán thì chúng ta thấy là cái thanh khoản của nó cũng sẽ không có nhiều, lượng hàng kẹp tất nhiên nó sẽ không có lớn bằng những cái dòng khác, ví dụ những cổ phiếu như HPG hoặc là dòng ngân hàng. Nhưng mà sẽ nghĩ là nó sẽ đang lên và theo gọi là nước lên thuyền lên thôi. Đó, tức là giai đoạn này chúng ta cũng không có nên chúng ta đảo hàng sang, ví dụ chúng ta bán ngân hàng chúng ta chạy sang chúng ta mua chứng khoán, thì có khi chứng khoán ngày mai ngày kia họ lại tăng yếu hơn mà dòng ngân hàng thì lại tăng tốt hơn thì sao. Đó, thì đoạn này chúng ta cứ có cổ phiếu nào chúng ta, thép cũng được, chứng khoán cũng được, rồi ngân hàng cũng được, chúng ta cứ nắm giữ và chúng ta chờ đến cái mục tiêu chúng ta chốt thôi nha. Hoặc là chúng ta đang bị kẹp hàng thì chúng ta sẽ chờ đến cái vùng đó để chúng ta bán. Đó, bán dần lên nha. Kẹp hàng thì Sơn cũng khuyến nghị là chúng ta sẽ tận dụng những phiên tăng của thị trường, chúng ta bán dần lên, và cái vùng kỳ vọng thì Sơn lên đây, nên là do cái vùng dư địa từ đây lên đây thì Sơn thấy nó cũng không có còn nhiều, nên là Sơn cũng không có thực hiện cái việc mua thêm ngày hôm nay, cũng không có mua mới nhiều. Đấy, sang tuần ấy, ngày mai tăng hoặc là sang tuần tiếp tục tăng thì Sơn cho rằng cơ hội để bán thôi, để bán thì chúng ta kết thúc cái nhịp sóng hồi này. Đấy, còn sau đó thị trường có vào uptrend hay không thì Sơn nghĩ nó sẽ cần cái khoảng thời gian nha. Đến đó thì chúng ta tính. Đấy, nhưng mà view của Sơn hiện tại là đang sóng hồi rất có khả năng là sẽ còn giảm lại đó, nên là sẽ cơ hội những anh chị chúng ta lưu ý là đã kẹp hàng nha. Kẹp hàng thì Sơn không khuyến nghị anh chị bán trong những cái lúc phiên thị trường rơi mạnh đúng không, rơi mạnh những cái vùng thủng đáy như thế này không khuyến nghị anh chị bán, nhưng mà kẹp hàng thì khi tăng ngược trở lại thì anh chị nha, khi hồi thì anh chị phải cơ cấu tài khoản, phải là làm sao để chúng ta bớt lỗ nha. Đấy, chứ chúng ta đừng có đi chúng ta mua thêm rồi chúng ta kỳ vọng là thị trường nó sẽ tăng lại 1.400 ngay rồi, hoặc là lên 1.500 đó, chúng ta cứ phải xử lý cho chúng ta ổn đã nha. Đó, còn ví dụ là cái vị thế của Sơn, đơn giản là ví dụ vị thế của Sơn sẽ nắm giữ nè, đúng không ạ. Sơn cũng không mua thêm, năm nay thì có bán chút lời một ít, tại vì hôm trước Sơn có mua được 20.000 giá tốt thì ngày hôm nay bán lướt được 20.000 và nắm giữ thôi. Hôm qua thì cũng có mua 10.000 nắm giữ tiếp, hiện tại thì đang nắm giữ khoảng 110.000 cổ phiếu SCB. Đấy, lãi thì nó cũng được một ít thôi, kỳ vọng là sẽ còn tăng tiếp để mà chốt lời. Đấy, chỉ đánh rõ mỗi cổ phiếu STB này thôi, chia sẻ với anh chị luôn. Đấy, thị trường thì chúng ta thấy là đã có những cái đáy nha. Đấy, Sơn nghĩ là nãy đầu phiên là chúng ta đã có cái lực chốt lời đúng không ạ, nhưng mà thị trường nó sẽ còn tăng tiếp đó. Và với cái biên độ hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà thực sự là sóng hồi đi nữa, đúng không? Nếu là sóng hồi và sau đó còn giảm tiếp thì nhà tạo lập họ cũng cần phải đẩy lên để họ thoát những cái lượng hàng họ đã bắt đáy nha. Ví dụ ở đây họ bắt đáy họ cũng đâu có xả ra được, ở đây họ bắt đáy họ cũng chưa xả ra được, thì cần phải họ phải đẩy lên, và đẩy lên phải đi kèm về khối lượng thôi, và khối lượng họ mới phân phối được, và sau đó họ sẽ buông. Họ đã trao tay được cái lượng cổ phiếu đó rồi thì họ sẽ buông tiếp cho thị trường rơi chẳng hạn. Còn nếu mà đánh lên và sau đó vào uptrend thì chúng ta tính sau. Nhìn chung thì sẽ nghĩ nếu mà vào uptrend thì cũng không có phải vội vàng gì, tại vì rất nhiều cơ hội. Uptrend là phải đánh vài tháng chứ không thể đánh trong vòng 1-2 tuần nữa, anh chị cũng đừng có sợ nha, đừng có sợ là lỡ cơ hội. Nếu mà lỡ anh chị không có, Sơn có nói đoạn vừa rồi, anh chị không có mua được bắt đáy đó thì anh chị cứ đứng ngoài tiếp thôi, cứ chờ thôi đó.
vì lên đây là sẽ có những cái lượng kẹp hàng lớn ở trên này, hoặc là đơn thuần là nhà tạo lập đấy, họ gom được những cái vùng giá rẻ như thế này, họ rất là dễ họ bán lướt ở những vùng trên này đó, vì có lợi nhuận mà. Đấy, hoặc là chúng ta thấy khối ngoại hoặc là tự doanh họ mua được những cái vùng giá thấp thì lên đây họ rất là dễ, đặc biệt khối tự doanh đó, chúng ta thấy cách mua bán của họ là họ cũng lướt sóng rất là gì à, tự doanh này đúng không ạ? Đấy, họ mua ngày 19 tháng 7, sau đó là họ lướt luôn này. Đấy, ngày 26, 27 thì họ mua tiếp đúng không ạ? Thì có thể là sẽ tăng tiếp những ngày sau đó thì họ lại bán ra. Đấy, ngày mai, ngày hoặc là đầu tuần sau. Đấy, những cái phiên đầu tuần sau họ lại bán ra thì sao? Nên là chúng ta bạn này chúng ta phải học theo cách giao dịch của họ, chứ chúng ta không có thể chúng ta cứ giao dịch là như cái kiểu trước giờ đánh trong uptrend, tức là chúng ta mua cao chúng ta kỳ vọng bán cao, không nó sẽ khác nha anh chị. Nên là đoạn này sẽ có nói anh chị vùng giá thấp mình chỉ mua đấy, chờ lên mục tiêu trên này anh chị chốt lời chẳng hạn, chứ còn không có mua là ở khoảng lưỡng chừng giữa này. Sơn nay cũng không mua thêm gì, cũng không khuyến nghị khách hàng vào thêm cổ phiếu nào, có lãi thì sẽ tăng lên rồi chúng ta chờ chốt thôi, hiện tại cũng đang có lãi mà đi chờ gồng lãi mà để bán thôi đó. Chúng ta đánh như vậy thì nó rất là nhàn, chứ không có phải là chúng thị trường mà bắt đầu tăng chúng ta lại đua nhau chúng ta mua, xong bắt đầu thị trường nó là giảm lại nó xấu thì chúng ta lại đua nhau chúng ta cắt lỗ đó. Đánh như vậy thì cứ quanh năm suốt tháng chúng ta có kiếm được bao nhiêu cái lợi nhuận ở trong con sóng tăng, thì chúng ta chỉ cần một cái đợt nó sập thôi chúng ta mất hết lợi nhuận, thậm chí chúng ta còn lỗ ngược lại, thì chúng ta đừng có mắc lại sai lầm này. Và với lại là cái cách mà mua cao bán cao thì nó chỉ phù hợp đánh trong một cái xu hướng thị trường gọi là trend lên, tức là sideways up đi lên, còn hiện tại là đang là chúng ta mới thấy đây là một cái sóng hồi thôi anh chị, sóng hồi hoàn toàn có thể rủi ro, mà Sơn không nói là chắc chắn 100% nó sẽ rơi tiếp anh chị, phân biệt giúp Sơn nha, dự đoán thôi nha, dự đoán thôi, còn kịch bản sau đó nếu mà thị trường ổn thì chúng ta đánh tất tay, chúng ta đánh mạnh, đánh full margin sau khi nó xác nhận nó ổn nó vào uptrend mới, còn hiện tại đang là sóng hồi thì chúng ta đấy, mua thấp bán cao, đến cao thì chúng ta chốt lãi ra. Ai đua lệnh thì cứ kệ họ, ai hưng phấn cứ kệ họ đúng không ạ? Đó là cách chúng ta đánh kiếm tiền lợi nhuận được trong cái đoạn này nha. Đó, thì anh chị cứ follow thôi, rồi Sơn chia sẻ thôi, chia sẻ với anh chị. Anh chị có thể add này, add Facebook cá nhân của Sơn này đúng không ạ? Đó. Đấy thì đây là khách hàng, tài khoản khách hàng này, đó anh chị thấy không? Đó, từ ngày 6 tháng 7 thị trường rơi 200 điểm này. Anh chị thấy khách hàng của Sơn có lỗ không? Từ ngày 6 tháng 7 là thị trường 1425 đúng không ạ? Đó. Đấy thì đến ngày hôm nay thì trong khoảng lúc thị trường giảm thì đó vẫn có thể là có những cái nhịp chúng ta đánh được. Hôm trước Sơn có chia sẻ với anh chị là đánh những cổ phiếu dòng chứng khoán SSI, VND đúng không ạ? Đó, rồi đánh dầu khí BSR, rồi đánh những cổ phiếu bất động sản như là KDH, DIG đúng không ạ? Đó. Tất nhiên là vẫn có những cái case bị cắt lỗ, như là trường hợp vừa rồi Sơn có nói là trường hợp cổ phiếu DSG đấy. Vi phạm cái điểm cắt lỗ thì cắt lỗ thôi. Đấy, hoặc là những cổ phiếu ví dụ dòng ngân hàng có mua Techcombank nhưng mà không có lại được cái lợi nhuận tốt thì bán và mất một ít nha. Nên mình không lỗ không rơi nhiều tại vì bán sớm nha anh chị. Thì nó cái tài khoản nó vẫn hiệu quả, vẫn có lãi nha anh chị. Mà chú thấy là cả cái giai đoạn này thị trường nó rất là xấu, đâu phải dễ để chúng ta kiếm tiền. Đúng không ạ? Rất là xấu, và lợi nhuận còn kiếm 2% ở đây thì anh chị lưu ý là không phải 2% trên tổng danh mục nha, không phải 2% là trên cái vốn của chúng ta nha, mà 2% đây là tổng giá trị giao dịch nha anh chị. Đó, cả VPS thì thống kê bằng cái lãi lỗ là đã thực hiện là trên so với tổng cái giao dịch của chúng ta, anh chị hiểu không? Đấy, tức là không phải là số vốn của chúng ta là 2% thì nó tương đương với lại là ví dụ chúng ta 10 1% đi, 1% thì vốn chúng ta gọi là chỉ được là vốn chúng ta 60 tỷ mà chúng ta kiếm được 600 triệu là 1% đúng không ạ? Thì đây là cái vốn khoảng 30 tỷ đúng không? Thì anh chị hiểu như vậy là không đúng nha. Không phải là vốn 30 tỷ mà cái đoạn vừa rồi lãi được 600 triệu, mà là vốn đó, ở đây nó sẽ tính trên 2% trên tổng giá trị giao dịch. Đấy, tức là tổng giá trị giao dịch đoạn vừa rồi. Đấy, mua bán đó, mua bán trong khoảng là 30 tỷ, đúng không? Mua 30 tỷ, bán 30 tỷ và nó tạo ra cái mức lợi nhuận này. À, tức là 2% trên giá trị giao dịch nha anh chị, chứ không phải là trên số vốn, nên chúng ta nhìn cái này đôi khi chúng ta nghĩ là nó ít đúng không ạ? Đây ví dụ như Sơn, đây Sơn chỉ nói ví dụ riêng cổ phiếu STB thôi. Còn STB hiện tại Sơn đang đang nắm khoảng hơn đấy, hơn 3 tỷ đấy. Đó, anh chị thấy không? Đấy, hơn 3 tỷ này. Đấy thì ví dụ Sơn đã mua một lần và Sơn bán một lần thì tính ra là cái giá trị giao dịch của STB là Sơn sẽ giao dịch khoảng 7 tỷ đồng.
đúng không ạ? 7 tỷ đồng nha. Đó, đó thì chúng ta sẽ thấy nha, sẽ thấy là cái lợi nhuận vẫn duy trì đó. Và cái nhịp này thì Sơn sẽ đánh STB, Sơn cũng chỉ khuyến nghị khách hàng là tham gia STB thôi. Còn những mã cổ phiếu khác nếu mọi người có mua thì cũng sẽ theo cái chiến lược thôi. Nhìn chung thì cái view thị trường của Sơn thì nó đang khá là đi đúng hướng với cái view thị trường. Thì chúng ta không đánh mã này, chúng ta đánh mã khác thì nó cũng cơ hội nó cũng như nó chỉ trên là vài phần trăm, có mã mạnh mã yếu thôi, chứ nhìn chung là thị trường hồi thì ví dụ dòng ngân hàng, dòng chứng khoán, dòng thép gì cả đó, dòng dầu khí gì đó thì đều có cái cơ hội lợi nhuận cho chúng ta anh chị. Dòng bất động sản gì đấy có mã tăng nhiều mã tăng ít thôi, thì chúng ta lựa chọn trong cái đó. Thì hôm qua Sơn có nói anh chị là đa phần cổ phiếu nó đều tích lũy nè, ngân hàng chứng khoán hay gì đó thì nó đều ổn cả, đúng không? Đó, đều có cái cơ hội mà chúng ta kỳ vọng một cái nhịp nó tăng và nó phục hồi lại được nha. Anh chị kết bạn Facebook với Sơn, Facebook cá nhân của Sơn ở đây để anh chị Sơn có để ở dưới cái đường link video đó, cái mô tả video để anh chị kết bạn nha, theo dõi thêm đó. Còn cái đây là cái view về đầu tuần, đúng không ạ? View về đầu tuần của Sơn thì Sơn đã nói nè, cũng như trong video Sơn chia sẻ với anh chị thôi, thì Sơn tư vấn khách hàng như thế nào thì Sơn chia sẻ video với anh chị như vậy, chứ Sơn không có nói đấy, không có nói khách hàng ở trong này làm cắt lỗ mua bán cắt lỗ gì cả. Nhưng mà Sơn cứ lên video Sơn nhận định là đấy, tài khoản của Sơn lãi lắm rồi, khách của Sơn lãi lắm đó, nó sẽ không có được gọi là thật lòng với mọi người, đúng không ạ? Hoặc là trên video nhận định một đường, trên đây thì nhận định một đường thì không có đúng. Sơn chia sẻ với anh chị là Sơn kỳ vọng vai đầu vai đấy. Đấy, ngày thứ hai Sơn có làm cái video với anh chị là đúng không? Đấy, thứ hai có rơi mạnh hay không thì Sơn có đặt dấu chấm hỏi ở đây, tức là sẽ quá tam ba bận hay không, tức là có lịch sử là đã có hai cái thứ hai rơi mạnh, về thứ hai tuần này có rơi mạnh không thì đấy là đó. Sơn cho rằng là không rơi sâu và sẽ phục hồi, đúng không? Sẽ phục hồi và tạo cái mô hình vai đầu vai ngược đó. Đấy, mức độ giảm sẽ không lớn nha. Đấy, đây là phiên ngày thứ hai chị, ngày 26 tháng 7, kỳ vọng kịch bản VN điều chỉnh và tạo hình vai đầu vai ngược để tiếp phục hồi vượt 1.300. Thì hôm nay chúng ta 1.293 rồi, kỳ vọng ngày mai sẽ vượt 1.300 nha anh chị. Còn bùng nổ heo đà hay không thì ngày mai quan sát thì chúng ta biết thôi, cũng không cần phải dự đoán như thế này. Chúng ta cứ theo thị trường, dự đoán chúng ta đã có kịch bản sẵn rồi. Đấy, còn nó diễn ra thế nào và nó có theo kịch bản của chúng ta hay là nó đi ngược thì chúng ta phải luôn có cái hành động phù hợp. Đó, thì anh chị vào room tư vấn của Sơn thì sẽ có cái chiến lược cho anh chị về nó cụ thể luôn. Đấy, và nó khá là theo sát thị trường. Ví dụ như là hôm nay thì ví dụ này đó, đấy, em chờ phiên tăng mạnh thì Sơn sẽ bắt đầu chốt lãi anh chị đó. Đấy, tức là VN hôm nay chúng ta đã nâng một cái đáy ngắn hạn 1.270 trong cái phiên ngày hôm qua, và ngày hôm nay là chúng ta tạo gap up đi lên, đúng không ạ? Đấy, chỗ này hôm qua Sơn có chia sẻ với anh chị là trong video ngày hôm qua rất là kỹ, đó là hai đáy nha, hai đáy 1.270 khá là tốt. Ngày hôm nay nó bật tăng ngay từ ATO luôn, đúng không ạ? Bật tăng ngay từ ATO tạo gap nè, anh chị hôm qua thấy đóng cửa 1.277 đúng không ạ? Ngày hôm nay tăng mở cửa là 1.286 luôn nè, tăng 10 điểm ATO. Thì cái đáy này đang là cái đáy hỗ trợ đó. Thì nếu những cái anh chị đánh vị thế ngắn hạn đó, như trong khuyến nghị trong room khách hàng của Sơn, thì anh chị sẽ đó, stop loss ở cái vùng nào thì chúng ta sẽ không stop loss ở cái vùng đáy 1255 nữa. 1255 là câu chuyện cũ rồi. 1255 là câu chuyện cũ, ngày hôm qua Sơn có nói đó. Đấy, nếu trường hợp ngày hôm nay thị trường không tăng mà giảm thì chúng ta sẽ là đây là cái ngưỡng chúng ta phải bán cổ phiếu ngắn hạn để chúng ta thoát khỏi thị trường, chờ một cái đáy sâu hơn. Còn trường hợp nó tăng thì chúng ta giữ tiếp. Không? Tăng giữ tiếp và đúng không? Giữ vị thế tiếp và chúng ta chốt lời thì cái việc đó tùy kỳ vọng mỗi người, tùy mục tiêu mỗi người và tùy cái từng cái cổ phiếu, đúng không? Cổ phiếu nào chạy rồi thì chúng ta phải canh chốt, cổ phiếu nào chưa chạy chúng ta nắm giữ ôm thêm. Như STB hôm nay Sơn chưa tăng bao nhiêu cả, Sơn bán làm gì? Sơn bán đi, Sơn đi mua sang VNHD hay mà mua sang SSI làm gì đâu. Sơn cứ chờ tăng đã. Đoạn này Sơn không đảo hàng rất rủi ro. Vì đảo chiều bất ngờ thì sao? Lại kẹp hàng một mớ cái nhóm khác, đó, cổ phiếu khác. Thế thì chúng ta nâng đáy rồi, thì đây là kiến thức về sideways up. Nâng đáy sideways up thì Sơn cũng có chia sẻ trong video ngày hôm qua, hoặc là trong cái khóa những cái video clip nha. Video clip về kiến thức chứng khoán thì Sơn có chia sẻ đó, thì anh chị đăng ký vào room VIP thì sẽ có nha. Đó, hôm qua cũng có nói sơ sơ với anh chị đó, thì anh chị muốn cần theo dõi kỹ hơn thì anh chị đăng ký vào room VIP để được tư vấn và tặng cho anh chị cái video nha, video về kiến thức chứng khoán này đó, về sideways up thì cũng có trong đó.
mẫu hình vai đầu vai ngược cũng có. Nói chung rất nhiều thứ anh chị có thể là hữu ích cho anh chị nếu anh chị có nhu cầu thực sự muốn tìm hiểu. Còn không, anh chị không có nhu cầu tìm hiểu, cứ đăng ký vào room, sau đó anh chị Sơn tư vấn cho anh chị mua bán. Đấy, không phải làm gì hết, ngồi im, ngồi chờ khuyến nghị thôi nha. Hai đó thì mọi người ai thích tìm hiểu thêm thì cứ tìm hiểu. Còn Sơn thì Sơn nói là không, qua nhắc lại một lần cuối là Sơn không bán khóa học nha. Không bán khóa học, không có ý định làm giàu từ khóa học, nên mà mọi người khác họ bán khóa học, họ làm giàu từ khóa học là việc của họ. Còn Sơn là Sơn hỗ trợ mọi người thôi. Đấy, tham gia vào room Sơn sẽ tặng cái kiến thức cho mọi người để mọi người tự nghiên cứu. Ai có thích nghiên cứu và ai có tố chất hay không để mà học được nữa, chứ không phải là chúng ta cứ có kiến thức là ai cũng giỏi đâu. Nếu giỏi tại sao vừa rồi bao nhiêu người tổ chức bao nhiêu khóa học, anh chị thấy không? Vài chục khóa học hoặc là người ít cũng là 5-10 khóa học, nhưng mà tại sao nhà đầu tư lại đều thua lỗ hết, học viên của họ đều thua lỗ hết, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì đó chỉ là kiến thức lý thuyết anh chị. Kiến thức lý thuyết thì anh chị nên tận dụng những cái cơ hội đó, trên mạng, trên sách, trên vở đó, hoặc là YouTube rất là nhiều anh chị. Học thôi, không phải mất tiền cho ai cả. Còn đây là Sơn tặng, Sơn thích thì Sơn tặng cho khách hàng của Sơn. Ai thích học thì ai thích tự tìm hiểu thì tìm hiểu nha. Đấy, chúng ta nâng lên, nâng đáy lên. Nâng đáy lên bây giờ 1270 nha. Những phiên tới nếu mà thị trường đảo chiều thủng 1270 thì đây là cái mốc chúng ta thoát hết toàn bộ lượng hàng. Đấy, còn tăng lên thì chúng ta sẽ là ưu tiên chúng ta chốt lời dần từ trong cái vùng ấy, vượt ngành 3 đi lên trên này. Đó thì nó sẽ tầm khoảng được 3 dư địa 3-40 điểm gì đó cho chúng ta bán, để chúng ta chốt lời. Thì kế hoạch là như vậy thôi, cái chiến lược như vậy hiện tại nha. Đấy, nhịp hồi thì chúng ta cứ đánh theo cái chiến lược sóng hồi. Đấy, mỗi giai đoạn đánh khác nhau, được, chưa phải vào uptrend mà tự nhiên chúng ta là tôi giờ, bây giờ tôi phải gồng cổ phiếu là gồng lãi lên vùng 1.500, gồng lãi lên lại đỉnh 1.425 chúng tôi mới chốt. Thế thì qua xa quá, đúng không? Xa quá. Chiến lược này chúng ta là ngắn, và chiến lược hồi thì chúng ta cứ đến đâu hay đến đó, bỏ tiền vào túi anh chị. Còn ai kẹp hàng thì cũng như vậy luôn, tranh thủ nha. Đấy, đoạn vừa rồi cố gắng gồng lỗ bao nhiêu thì đoạn này phục hồi lên thì cơ hội để mà tạm thoát ra thì phải tranh thủ để mà thoát, mà cho cái vị thế an toàn, cho tài khoản an toàn, đừng có lỗ nhiều nữa nha. Đấy, chúng ta không bán đáy, chúng ta không bán lỗ nặng, thì khi là nó hồi bớt thì chúng ta phải bán anh chị. Còn hồi đến đâu thì Sơn dự kiến lên đây. Đấy, còn xa hơn nữa thì tùy thị trường thôi. Tại vì cái điểm mua, điểm vào chúng ta đã sai rồi, thì điểm bán ra chúng ta cũng khó mà chúng ta là bán, là đòi bán được ngay đỉnh. Nó rất là khó, rất khó để mà nhận định bán được ngay đỉnh, bán ngay chỗ nào, ngay cái phiên nào, đúng không? Cổ phiếu bao nhiêu. Thứ nhất là thị trường nó vận động rất là nhanh. Đây là cái kế hoạch trước, Sơn chỉ nói trước với anh chị thôi. Anh chị cần chưa tiếc hơn, anh chị phải vào room khách hàng của Sơn, anh chị mới theo dõi và Sơn cập nhật trong phiên trực tuyến cho anh chị được, trực tiếp được. Và thứ hai là nó lại tùy vận động từng cổ phiếu, có người cầm dòng dầu khí, có người cầm dòng chứng khoán, có người cầm dòng ngân hàng, có người cầm dòng thép, thì làm sao tư vấn chung cho mọi người được nha. Nhìn chung về chiến lược đi lên đây thì đó, kỳ vọng của chúng ta lên đây thì chúng ta sẽ bán dần trong quá trình đi lên. Còn tại sao chúng ta không chờ lên đây chúng ta bán một phát? Tại vì chúng ta đâu có biết là nó chắc chắn 100% nó sẽ lên đây, đúng không ạ? Thị trường nó sẽ luôn bất ngờ, luôn khó đoán đó. Chúng ta đoán được thì nó không phải là thị trường, nên là chúng ta đã là cái vị thế kẹp hàng. Có thể vị thế gồng lãi, Sơn sẽ cố gắng gồng lên đây, tại vì Sơn đang ở vị thế gồng lãi, đúng không? Sơn mua được thấp và bây giờ Sơn chỉ chờ lên để Sơn chốt lãi thôi, thì là vị thế gồng lãi, đúng không? Đấy, STB của Sơn là đang vị thế gồng lãi nè đó, đúng không? Đấy, chỉ đánh mỗi STB anh chị, nên là cũng không có cái mã nào gọi là đang bị lỗ rồi chỉ xô mỗi STB nha. Đây là STB này, đúng không ạ? Tài khoản only STB, duy nhất STB này, chia sẻ luôn đó. Rồi đó, đi lên đây nha đó. Rồi đó, còn kẹp hàng thì vị thế nó sẽ khác, mà kẹp hàng thì sẽ tư vấn là nên khuyên bán dần trong những cái nhịp nó rơi, ok nha. Đó, đơn giản gửi mọi người như vậy thôi. Còn anh chị có nhu cầu tham gia trong khách hàng thì cứ đăng ký, không có thì quý Sơn thì ủng hộ Sơn bằng những cái like, những cái subscribe là được rồi, cũng là Sơn cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người gọi là ủng hộ Sơn. Đấy, hy vọng tiếp tục chia sẻ đóng góp thêm nhiều kiến thức nữa để cho hỗ trợ cho mọi người trong quá trình đầu tư. Đấy, ai thích làm khách hàng thì khách hàng, ai không thích thì ủng hộ Sơn, comment này nọ này kia cũng được rồi, đúng không ạ? Like, comment rồi chia sẻ cũng là tốt nha. Sơn cũng đều quý cả, Sơn đều trân trọng cả, chứ không phải nhất thiết là phải chuyển tiền chuyển bạc hay là phải là khách hàng của Sơn thì Sơn mới trân trọng đâu. Mọi người xem video của Sơn nhiều rồi chia sẻ rồi like rồi comment này nọ thì là
Cũng tốt rồi. Ok, hôm nay hơi viêm họng tí, nói ngắn gọn như vậy thôi, hy vọng giúp được cho mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người.